Chào cả nhà, mình là An. Chào mừng các bạn đến với kênh An Hedkin Khám Phá Thế Giới. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một câu chuyện hai thương gia của Mỹ đã trở thành hai người làm vườn bất đắc dĩ như thế nào nhé. Thật ra câu chuyện là như thế này. Trong gia đình nhà mình thì có một góc vườn, và ở góc vườn đó thì có một cây hoa hồng đơn. Hoa rất là nhiều nhưng mà rất mau tàn và không đẹp lắm. Cho nên là mình không thích cây này. Nhưng mà nó đã lên rất là cao, lên quá 2 mét rồi và tùm như là rừng rậm ý. Và trong khu vườn đó thì có rất nhiều những cây blackberry, mình gọi là dâu đen ấy, rất là chua cho nên mình cũng không thích ăn. Chính vì vậy cho nên trong thời gian rảnh rỗi này mình quyết định là sẽ dọn sạch khu vườn đó để trồng những cây ăn quả mới. Nhưng các bạn biết đấy, trong thời kỳ hiện nay là giai đoạn đóng cửa ở Mỹ, mọi người đều ở nhà và không có ai đi ra ngoài cả, cho nên không thuê được người làm vườn. Và cuối cùng là hai thương gia là ông xã nhà mình và bạn của ông xã nhà mình, đó là Mark, là một sale bán hàng của Toyota, đã trở thành người làm vườn bất đắc dĩ trong gia đình nhà mình ngày hôm nay. Bây giờ mời các bạn cùng xem hai bác này làm vườn như thế nào nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem là hôm nay hai bác người Mỹ này đã chuẩn bị những dụng cụ gì để giúp gia đình nhà mình dọn sạch cái góc vườn đó. Thứ nhất, các bạn đã nhìn thấy cái này bao giờ chưa? Đấy, đây là cái phần dao chém nè. Đây là máy cắt cành thôi, chứ không phải cắt cây. Cắt cây thì nó sẽ ngắn hơn cắt cành. Đấy, tí nữa chúng ta sẽ xem là các bác cái cắt cành như thế nào nhá. Hôm nay các bác đã đi sắm đủ, và hôm đi bò sắm đủ đồ làm vườn để giúp cho gia đình nhà mình. Mỹ người ta gọi là cái dĩa lớn, đúng không? Chắc là để đào cây hay làm gì đó, mình cũng chưa xem bao giờ và cũng chưa biết nó là làm gì. Cái xẻng này ở Việt Nam mình cũng có rồi, đúng không ạ? Cái này chắc là gần giống như cái cuốc ấy, nhưng nó mỏng hơn. Một cái rìu, chắc là để đánh gốc cây, mình đoán là như vậy, và chặt cây. Và đây các bạn nhìn xem, đây là một cái giống như mình gọi là cái cào ba, chắc là để cào rác, cái mình hay để cào lá vào mùa thu đấy. Và đây là một cái chổi, chắc là xong thì các bác sẽ quét vườn cho mình. Ngoài ra mình còn thấy các bác em mua là gì, bông bịt tai này, chắc là cái máy cắt có tiếng ồn gì đây, và cặp kính đeo làm vườn. Ôi, người Mỹ làm vườn là phải đeo kính nhá, để bảo vệ mắt đấy, chứ không phải là cứ làm vườn là ra làm vườn đâu. Họ phải có trang bị bảo hộ rất là kỹ và hai đôi găng tay rất to nữa nhá. Đây là khoảnh vườn mình muốn dọn. Khoảnh vườn này thì thấp hơn khu vườn trên khoảng 1 mét, cho nên nhà mình rất ít xuống đây. Ở đây hoa hồng và blackberry rất sum suê rậm rạp và rất nhiều gai. Đây là Thomas, ông xã nhà mình. Bác ấy chưa làm vườn bao giờ cả. Đây là lần đầu tiên nên bác ấy chẳng vui tí nào hết. Bác ấy buồn lắm nhưng phải làm thôi. Đây là Mark, một sale bán hàng của hãng Toyota. Nhà bác ấy có một khu vườn rất là rộng cho nên là bác ấy cũng quen rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem hai thương gia này dọn vườn như thế nào nhé. Mark đang dùng cái máy cắt cành cây để cắt toàn bộ những cành hồng và khóm blackberry đầy gai rậm rạp. Bác ấy thấy mình quay video cho nên bác ấy quay cái phần cắt cái cưa quay lại cho mình để cho mình xem cái đầu cưa nó quay như thế nào. Và bây giờ bác ấy bắt đầu cắt cành. Mark nói rằng có một vài cái gì đó đã quấn vào cái cưa của bác ấy và cái cưa không hoạt động được nữa. À, hóa ra là có một vài cái dây thép. Chắc là lần trước nhà mình vứt cây thông Noel xuống dưới này, có những cái dây thép gai để chằng cây thông ấy, cho nên nó đã quấn vào cái máy của Mark, cho nên là bác ấy không cắt cây được. Của bác đang phải gỡ những cái dây thép gai ra khỏi cái trục quay của cưa. Và bây giờ
thì bắc mắc bắt đầu kéo những cái cành cây đã cắt chuyển ra phía ngoài. À, bây giờ bác ấy đang dùng cái dĩa lớn này. Cái này hóa ra là dùng để xúc những cành cây, bác ấy chuyển ra phía ngoài. Và phía bên ngoài thì sẽ có một đối tác của bác ấy, đó chính là Thomas, sẽ vận chuyển những cái đống cành cây này lên phía trên vườn trên của mình. Đây là Thomas. Bác ấy đang chứng tỏ là bác ấy rất khỏe, sẵn sàng cho công việc làm vườn. Và bác ấy sẽ tiếp nhận công việc là chuyển toàn bộ những cái cành cây mà bác mắc đã di chuyển ra phía ngoài để bê lên trên tầng trên của khu vườn trên. Và các bác ấy đã trải sẵn một cái bạt rất là rộng ở trên bãi cỏ của mình để chứa đựng toàn bộ cành cây và những cái lá sau khi đã cắt. Đấy. Chúng ta cùng xem hai bác thương gia này phối hợp làm vườn rất là ăn ý nhé. Đấy, mắc cắt cành này, chuyển ra phía ngoài này. Còn Thomas thì sẽ dùng cái dĩa lớn ấy để bê tất cả những cái cành cây gai này, để lên cái tấm bạt và trải trên chốc cái bãi cỏ nhà mình. Hai bác này phối hợp nhịp nhàng để dọn cho mình cái khu vườn này. Bây giờ là bác Mắc dùng cái kéo cắt cành để cắt từng cành và kéo ra, bởi vì là những cành này nó ở phía trên cao hơn đầu bác ý. Bác ấy rất khó dùng cái cưa để mà cắt vì cái cưa rất là nặng. Bây giờ các bác đã chuyển được một số cành cây rồi lên trên, và bây giờ biến cái bãi cỏ của mình thành một bãi chứa cành cây rác thải. Quá trình làm vườn của hai bác này vẫn tiếp tục, chắc là còn nan giải lắm, chúng ta cứ tiếp tục xem nhé. Mắc đang dùng máy cắt cành để cắt những cành gai này nhỏ hơn, giúp cho Thomas dễ dàng bê lên trên vườn trên. Mình thấy hai bác làm việc rất hăng say nên mình quyết định sẽ gia nhập làm vườn cùng các bác ấy, và mình thử cái máy cưa xem là cưa cành có dễ hay không nhé. Nhưng mà nói thật, đeo vào người nặng lắm, không đơn giản đâu. Và cái máy cưa nó kêu rất là to, là mình giật hết cả mình. Mắc phải hỗ trợ mình để nâng cái máy cưa lên mà mình không nâng nổi, nó rất là nặng. Quả thật làm vườn cắt cây như thế này không hề đơn giản một tí nào, nhìn thì nhẹ nhàng thế thôi, nhưng khi cầm vào cái máy này mình thấy là rất khó điều khiển bởi vì nó rất nặng. Mình đành nhường công việc làm vườn cho hai bác thương gia này thôi. Hai bác ấy tiếp tục dọn dẹp, chặt cắt và di chuyển toàn bộ những cành cây và rác lên phía vườn trên cho mình. Bây giờ còn phần gốc cây rất là cứng và chắc, cây hoa hồng ăn rất sâu vào trong đất, cũng như những cái cây blackberry, cho nên Mắc phải dùng rìu để bổ chặt hết cái gốc, đảm bảo cho cây không lên nữa, để chặt hết cái phần rễ đó đi thì mình mới có thể trồng những cây khác lên cái khu này được. Cả nhà xem này, hai bác ấy cắt xong toàn bộ cành cây và chọn lên một đống to đùng ở trên bãi cỏ nhà mình, và ngày mai nhà mình sẽ phải liên hệ người đến chở đi để chôn lấp, chứ mình không thể tự chở đi được. Và ở bên dưới này thì Mắc đang giúp mình là quét, lau, dọn sạch cái khu vườn phía dưới. Bác ấy dọn dẹp rất là sạch sẽ và cẩn thận. Hai bác này làm việc rất là hăng say và chắc chắn là rất là mệt rồi đấy. Nhưng mà bây giờ mình nhìn khu vườn, quả thật không nhận ra khu vườn của mình nữa, bởi vì bây giờ nó rất là sạch sẽ, tinh tươm và thoáng đãng.
nhờ cắt xong cái khu cây um tùm phía dưới mà bây giờ góc vườn phía trên của mình nhìn rất là thoáng đãng và rất là sạch sẽ. Và mình rất thích cái góc vườn này bởi vì là mình có thể ngồi từ trong nhà nhìn ra cái góc vườn này, hoặc có thể ngồi ngoài trời ăn trưa hoặc là ăn chiều vào mùa hè và tha hồ ngắm cây cối phong cảnh. Còn toàn bộ cái khu vườn vừa dọn thì mình sẽ làm dàn để mà trồng bầu bí hoặc mướp hoặc là su su cho nó leo trên cái khu đất trống vừa rồi đấy. Vừa rồi mình đã chia sẻ với cả nhà câu chuyện hai thương gia người Mỹ đã làm vườn như thế nào. Thật lòng mình rất cảm ơn hai bác ý, bởi vì bây giờ góc vườn nhà mình đã rất là sạch sẽ, tinh tươm và quang đãng, giúp cho mình thu hút chim hút mật đến khu vườn dễ hơn và mình có thể trồng những cây ăn quả mới. Xin trân trọng cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Mọi người nhớ like, share, comment và đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Chúc cả nhà có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.